Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Phong Thủy Lộc Tài. Quý vị thân mến, người tuổi Hợi thường là những người có tính tình khá trầm lặng, chắc chắn, cương nghị, lòng dạ hiền lương và đôn hậu. Tuổi Hợi rất được mọi người yêu mến do họ biết cách đối nhân xử thế, hòa nhã. Trong suốt cuộc đời, họ luôn trung thực, thành thật và biết nghĩ cho người khác, luôn giữ gìn thận trọng trong mối giao tình với bạn bè. Thế nhưng tử vi tuổi Hợi năm 2020 lại cho thấy năm nay tuổi Hợi sẽ gặp phải tiểu nhân, dù là tình cảm hay tài lộc đều bất ổn, rất dễ phải đối mặt với tổn thất cả tình, cả tiền. Có thể thấy được 6 tháng đầu năm 2020, sự nghiệp của người tuổi Hợi có chút khởi sắc, nhưng tiền tài lại không thấy đâu, tình cảm và sức khỏe rất bất ổn. 6 tháng đầu năm đã như vậy, vậy thì không biết rằng 6 tháng cuối năm sẽ có biến đổi gì lớn đối với tuổi Hợi hay không? Quý vị hãy cùng với Phong Thủy Lộc Tài đi vào phân tích 6 tháng cuối năm 2020 của tuổi Hợi trong những giây tiếp theo của chương trình. Nhưng trước khi đến với nội dung cụ thể, quý vị và các bạn cũng đừng quên like và đăng ký kênh để có thể biết thêm nhiều thông tin bổ ích khác tới từ Phong Thủy Lộc Tài. Tổng quan tử vi tuổi Hợi năm 2020. Năm 2020, tuổi Hợi và Thái Tuế đồng vượng, tăng cường thêm sức mạnh cho ngũ hành thủy. Thế nhưng do ảnh hưởng của kiếp tài và nhiều hung tinh khác nên vận thế của bản mệnh năm nay bình thường, vướng phải nhiều chuyện tranh cãi, thị phi. Năm 2020 là năm Canh Tý, thiên can canh kim lộ xuất chính ấn, Thái Tuế Tý Thủy lại lộ xuất kiếp tài. Trong năm nay, người tuổi Hợi gặp phải nhiều chuyện cạnh tranh, thường phải đối mặt với kẻ tiểu nhân, rất dễ bị anh em, bạn bè thân thiết hãm hại hoặc đem tới những ảnh hưởng không tốt đẹp. Con giáp này không chiếm được ưu thế gì trong sự nghiệp, rất khó chạm tay tới cơ hội thăng tiến. Nếu có cơ hội trước mắt, cũng rất dễ bị kẻ khác giành mất, dễ chi tiêu tốn kém, mâu thuẫn thường xuyên xảy ra, các mối quan hệ xã giao cũng không thuận lợi. Mặt khác, thất sát cũng mang tới những tác động không tốt trên cả hai phương diện hôn nhân và tài lộc cho người tuổi Hợi. Thất sát đại diện cho những hoạt động rượu chè, phong lưu, kiện tụng. Vì thế bản mệnh cần nên khiêm tốn, biết mình biết ta, không nên hiếu thắng, mâu thuẫn với mọi người. Làm việc gì cũng cần phải suy nghĩ kỹ càng, không nên làm việc theo hứng thú nhất thời hoặc làm việc chỉ để thỏa mãn sở thích cá nhân. Những người độc thân có thể đạt được bước đột phá trong chuyện tình cảm, thậm chí có những cặp đôi còn đi đến quyết định kết hôn. Những người đã lập gia đình hoặc đã có đôi có cặp rất dễ phạm phải đào hoa, nếu không có cách giải quyết hợp lý thì rất dễ gây ảnh hưởng tới hôn nhân. Trong năm Canh Tý, người tuổi Hợi cần phải biết giữ mình, biết lắng nghe ý kiến của người khác, không nên khăng khăng làm theo ý mình. Phải suy nghĩ chín chắn trước khi đưa ra quyết định, đừng để mình bị lôi kéo. Trong sự nghiệp, bản mệnh không nên hợp tác làm ăn với anh em, bạn bè, không nên ham cái lợi trước mắt mà đầu tư nguy hiểm, đặc biệt nếu làm trong những ngành kinh doanh thủy lợi hay thủy sản. Về sự nghiệp, trong năm Canh Tý, người tuổi Hợi có rất nhiều cơ hội để phát triển sự nghiệp nhờ gặp được quý nhân giúp đỡ. Tuy nhiên, vì khả năng cạnh tranh không mạnh nên con giáp này rất khó chiếm được ưu thế hơn người, rất dễ để cơ hội trôi qua một cách đáng tiếc. Thêm vào đó, tiểu nhân luôn rình rập bên cạnh để phá rối nên bản mệnh rất khó đạt được bước tiến trong sự nghiệp, cơ hội thăng chức, thăng lương gần như nằm ngoài tầm với. Trong các mối quan hệ, cần nhận ra và tránh xa những kẻ tiểu nhân gây hại cho sự phát triển của bản thân, biết cách hành xử khéo léo, thân thiết với những người chính trực, đứng đắn, giữ các mối quan hệ xã giao tốt đẹp. Khi lựa chọn đầu tư, không nên lựa chọn đầu tư vào những ngành nghề như thủy sản, thủy lợi, tài chính hay thực phẩm. Về tài lộc, người tuổi Hợi không vượng đường tài lộc trong năm 2020. Trong các việc đầu tư, kinh doanh, bạn rất dễ bị đối thủ giành trước cơ hội, dễ chịu phải cảnh tổn thất, thậm chí rất dễ rơi vào cảnh phá sản do tin tưởng anh em, bạn bè hoặc do cạnh tranh thất bại. Có thời điểm, bản mệnh gặp phải rắc rối về tài chính do hiếu thắng,
thiếu suy nghĩ hoặc do hứng thú nhất thời. Vì vậy, trong thời điểm này, tuổi Hợi chớ nên tham gia nhiều mối đầu tư, đặc biệt là những mối đầu tư lợi nhuận cao nhưng tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Không nên hợp tác làm ăn với người khác, trong đó có cả những mối quan hệ anh em, bạn bè, nếu không sẽ dẫn đến tình trạng tiền bạc thất thoát, thậm chí là phá sản. Khi làm việc, cần phải suy nghĩ kỹ càng, có tâm lý đề phòng người khác, không nên tin theo ai một cách quá dễ dàng. Tiếp theo là về tình cảm. Trong năm 2020, người tuổi Hợi khá đào hoa. Cho dù bản mệnh là nam hay nữ, thì nhân duyên với người khác giới đều rất tốt đẹp. Nếu còn là người độc thân, bạn dễ có những bước đột phá trong chuyện tình cảm, thậm chí có thể bước vào cuộc sống hôn nhân. Một khi đã tìm được người ưng ý thì nên biết trân trọng, không nên kén cá chọn canh, cuối cùng thì xôi hỏng bỏng không. Mặt khác, vận đảo hoa vượng không phải là dấu hiệu cát lành cho những người đã lập gia đình. Vào năm Canh Tý, bản mệnh rất dễ phạm đảo hoa dữ, cần đề phòng các đối tượng khác giới có ý định tiếp cận, gần gũi với mình. Cuối cùng là sức khỏe. Tình hình sức khỏe của người tuổi Hợi trong năm Canh Tý 2020 không mấy khả quan. Thái tuế thủy vượng khiến các yếu tố kim và hỏa trong ngũ hành bị hiếu đi, khiến bản mệnh rất dễ mắc các bệnh về tim mạch, dễ phải chịu nhiều áp lực của cuộc sống. Hệ thống hô hấp cũng không khỏe mạnh, bản mệnh rất dễ mắc phải những căn bệnh như cảm cúm, thấp khớp do sự thay đổi của thời tiết. Một số người lại gặp vấn đề về thận. Trong năm nay, bản mệnh không nên nóng nảy, chủ động gây thị phi, mâu thuẫn với người khác. Trong các buổi liên hoan, tụ tập cũng như trong cuộc sống cần biết giữ mình, không nên lạm dụng rượu bia, thuốc lá hoặc có thái độ sống quá phóng túng, gây ảnh hưởng cho sức khỏe về lâu về dài. Quý vị thân mến, trong phần tiếp theo, kênh Phong Thủy Lộc Tài xin chia sẻ thêm về lộ trình 6 tháng cuối năm của người tuổi Hợi trong năm 2020. Quý vị có thể theo dõi để biết được những tháng cuối về sự nghiệp, tình duyên hay sức khỏe của người tuổi Hợi sẽ có thay đổi lớn gì hay không. Thứ nhất là tháng 7 âm lịch. Tài lộc của người tuổi Hợi vẫn tiếp tục phát triển đi lên so với tháng trước, tuy nhiên tình cảm lại vướng phải rất nhiều rắc rối nghiêm trọng. Những người làm việc trong lĩnh vực nhà hàng, du lịch, dịch vụ có thể kiếm được rất nhiều khoản tiền lãi trong khoảng thời gian này, lại thêm có thần may mắn phù trợ nên khả năng bản mệnh có thể phát tài nhờ vận may của mình. Trên phương diện tình cảm, người tuổi này thường gặp phải rất nhiều chuyện thử thách tình cảm của đôi bên, ví dụ như sự xuất hiện của kẻ thứ ba, can thiệp của cha mẹ, người thân. Tất cả những điều này đều khiến bản mệnh và nửa kia dễ nảy sinh mâu thuẫn, tranh cãi hay chiến tranh lạnh. Chính vì vậy, bản mệnh cần phải giữ vững lý trí để giải quyết mọi chuyện, bao dung với nửa kia và cho người ta khoảng thời gian riêng tư nhiều hơn. Tháng 8 âm lịch. Sự nghiệp của bản mệnh có bước tiến khá vững vàng, tổng thể có dấu hiệu phát triển. Tuy nhiên, tình trạng sức khỏe lại xuống dốc rõ ràng trong thời điểm tháng 8 âm lịch này. Người đã đi làm phải chịu trách nhiệm nhiều nội dung công việc, có nhiều khi phải tăng ca, thức khuya. Tuy nhiên, bản mệnh không nên lấy đó làm khó chịu. Năng nhặt chặt bị, rồi bản mệnh sẽ tìm được cơ hội khẳng định bản thân mình ngay vào tháng này. Những công việc bạn phụ trách đều được hoàn thành đúng thời gian và có kết quả rất tốt. Điều này sẽ khiến lãnh đạo của bạn nhìn bạn bằng đôi mắt khác xưa. Có điều, trong tháng này, sức khỏe lại có dấu hiệu giảm sút vì những người làm văn phòng thường ít di chuyển vận động nên rất dễ khiến cho xương cốt bị thoái hóa. Do đó, nếu có thời gian rảnh thì nên dành thời gian rèn luyện cơ thể, ăn uống khoa học và đều đặn. Tháng 9 âm lịch. Trong tháng 9 âm lịch, sự nghiệp của người tuổi Hợi không có nhiều thay đổi so với tháng trước, tuy nhiên chuyện tình cảm vẫn không có nhiều dấu hiệu khả quan. Trong công việc, có thể đôi khi bản mệnh sẽ cảm thấy mệt mỏi, tuy nhiên bạn vẫn giữ được tinh thần tích cực, hết mình và có trách nhiệm với công việc được phân công. Để giảm căng thẳng hay stress, bản mệnh có thể tâm sự với những người đáng tin tưởng, chăm chỉ vận động hoặc tham gia các chuyến du lịch hàng ngày. Trên phương diện tình cảm, nếu muốn chạm tay tới hạnh phúc, bản mệnh cần giữ gìn thái độ tự chủ hơn. Nếu gặp được người như ý muốn, hãy mạnh dạn là người kéo gần khoảng cách giữa đôi bên,
nếu không thì rất có khả năng hai người sẽ chỉ là mối quan hệ xã giao đi lướt qua nhau. Tháng 10 âm lịch. Trong tháng 10 âm lịch năm Canh Tý, người tuổi Hợi tiếp tục gặp may trên con đường tài lộc, thế nhưng sức khỏe lại có dấu hiệu giảm sút, đặc biệt là khoảng thời gian nửa cuối tháng. Nhờ có thành tích làm việc tốt, bản mệnh được lãnh đạo đánh giá cao nên cơ hội thăng chức, tăng lương nằm ngay trước mắt. Ngoài ra, các lĩnh vực đầu tư của con giáp này cũng thu được những khoản lợi nhuận đáng mừng, khiến cho cuộc sống của bản mệnh trở nên dư dả, có thể thoải mái tận hưởng mọi điều mình yêu thích. Tuy nhiên, về vấn đề sức khỏe, bản mệnh rất dễ mắc phải những căn bệnh như cảm cúm, nhức đầu, đau dạ dày. Vì vậy mà cần ăn nhiều đồ ăn tươi, rau, hoa quả, tránh các món cay nóng. Đồng thời, nếu cơ thể có những dấu hiệu bất thường thì nên tranh thủ thời gian đi khám ngay, không nên chần chừ, kéo dài thời gian mắc bệnh. Tháng 11 âm lịch. Vào tháng 11 âm lịch, người tuổi này thường không được thuận lợi trên con đường sự nghiệp, đặc biệt là nửa cuối tháng có thể xuống dốc nghiêm trọng, tài lộc cũng chịu sự ảnh hưởng nên không có tín hiệu lạc quan. Tuổi Hợi thường hay mắc phải những sai sót trong công việc, dễ mâu thuẫn với cấp trên và đồng nghiệp, đắc tội với mọi người xung quanh. Bản mệnh cần phải biết kiềm chế bản tính nóng nảy của mình, trước khi nói hoặc làm gì cần phải suy nghĩ kỹ càng, không nên đem những bức xúc trong tình cảm, cuộc sống vào công việc. Trên phương diện tài lộc, người tuổi Hợi rất dễ bị trừ lương vì những sai lầm mình mắc phải trong công việc, vậy nên cuộc sống không được dư dả như mọi khi. Cần phải có kế hoạch chi tiêu hợp lý, tốt nhất là cần tiết kiệm, tránh tiêu xài cho những món đồ không cần thiết. Cuối cùng là tháng 12 âm lịch. Trong tháng cuối cùng của năm Canh Tý, tổng thể vận trình của người tuổi Hợi không có nhiều tín hiệu lạc quan, nhất là trên phương diện sự nghiệp và tình cảm. Trong sự nghiệp, bản mệnh thường không hiểu hoặc đã hiểu nhầm ý của cấp trên nên rất dễ dẫn đến làm việc không đúng mục đích, không đạt được kết quả như mong muốn. Đặc biệt, những người làm trong lĩnh vực thiết kế, biên tập rất dễ mắc phải sai sót, thậm chí đánh mất sự tự tin của mình. Tuy nhiên, thất bại là mẹ thành công, bản mệnh không nên nản lòng mà cần phải tiếp tục giữ vững tinh thần cố gắng, nhận ra điểm yếu của mình để có kế hoạch sửa chữa, bồi dưỡng kịp thời. Trên phương diện tình cảm, người độc thân khó có thể tìm được đối tượng như ý, còn những người đã lập gia đình rất dễ xảy ra mâu thuẫn, hiểu lầm với nửa kia. Bản mệnh cần giữ bình tĩnh và dành thời gian trò chuyện với nửa kia nhiều hơn. Quý vị thân mến, trong năm 2020, công việc của tuổi Hợi khá tốt do được thái cực quý nhân giúp đỡ để đạt được mục tiêu đề ra. Tuy nhiên, người tuổi Hợi rất dễ gặp phải tiểu nhân, cho dù là tình cảm hay tài lộc cũng đều bất ổn, rất dễ phải đối mặt với tổn thất cả tình lẫn tiền. Ngoài ra, người tuổi Hợi cần tránh tai nạn, chấn thương, bệnh tật có thể xảy ra do bệnh phù đem đến. Chương trình của chúng tôi xin được kết thúc tại đây. Chúc tuổi Hợi năm 2020 sẽ có những tháng cuối năm may mắn, vượt qua được những vận hạn, có nhiều tài lộc, sự nghiệp phát triển và có một sức khỏe dồi dào. Quý vị và các bạn cũng đừng quên like, đăng ký và nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất của Phong Thủy Lộc Tài. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.